Chào các bác, hy vọng anh em xem xong clip này của thằng Olo sẽ hiểu ra một phần nào đấy tại sao trên thị trường đồ audio bãi, đồ audio bãi nói riêng nhé, và đồ cũ nói chung. Đồ cũ thì nó gồm cả đồ bờ, đồ bãi, còn đồ bãi nói riêng thì là chỉ có đồ ở nước ngoài chuyển về. Đấy. Thì hôm nay sẽ nói cho các bác thấy này, hôm nay nhân tiện có hai cặp loa Victor 055 cùng hai con âm ly 390 45 mã. Hai cái sản phẩm em vừa nhắc đến đều là của Nhật. Đều của Nhật và đều ở bãi chuyển về. Và anh em nào xem clip của thằng Audio biết rồi. Mặc dù em làm hàng bình dân hay giới audio gọi là hàng cỏ, tuy nhiên em vẫn đảm bảo cho các bác là hàng đẹp. Tức là em rất là kỹ tính, em khá là cầu toàn, mặc dù là bán hàng cũ nhưng em rất là cầu toàn và kỹ tính. Do đó hàng rẻ, hàng bãi cỏ nhưng em vẫn chọn những cái cặp loa đẹp, chọn những âm ly đẹp đấy, để đem đến cho các bác. Đấy. Và hôm nay em quay hai bộ như này, giống nhau y xì như này để làm gì? Để cho các bác thấy nhé, đều là hàng đẹp hết, mà hai bộ này nó lại có giá khác nhau. Đều là hàng cũ nha các bác nhé. Và cụ thể hơn, nó là hàng bãi, hàng bãi xịn của Nhật, chuyển Nhật về, chưa dùng ở Việt Nam. Vậy tại sao hai bộ lại giá nó khác nhau? Các bác, hồi em nói lôm na này cho các bác hiểu, nó chỉ là, thôi các bác cứ phân nha, loại 1, loại 2 đi. Nó zin, nó vẫn zin hết, nhưng mà nó đẹp hơn một tí các bạn. Nó đẹp hơn một tí, tổng thể nó đẹp hơn, về cảm quan mọi cái nó đẹp hơn, thì nó giá nó nhỉnh hơn một chút. Đấy, đây là hai bộ đều là bãi nhưng nó còn chênh lệch như thế. Cho nên nếu anh em mà mua đồ cũ, nhất là đến những chỗ không uy tín, ví dụ chỉ một vài cá nhân, tức là người ta chỉ có một bộ, đấy, người ta dùng, thì rõ ràng không thể nào được như những cái shop audio. Những shop audio người ta làm để mà tồn tại được thì nó liên quan chất hàng, giá một phần, nhưng quan trọng là nhất là cái chất. Các bác nhìn hai bộ này nhé. Và em sẽ không nói bộ bên trái hay bên phải là giá bao tiền, em chỉ cho biết là một bộ em sẽ để bán với giá 13.900.000, một bộ em sẽ bán với giá 14.500.000, chênh nhau 600.000. Để tự anh em, em quay tự anh em có thể nắm bắt được. Đấy, cái đôi, cái bộ bên phải thì em quay đôi loa là em quay hai cái úp vào âm ly, cái tem màu xanh đấy các bác nhìn đấy. Còn bộ bên trái thì em đảo vị trí, tức là cho loa cái tem hai cho sang hai bên, các bác hình dung rồi đấy. Đấy, cho chung tem là chẽ vào giữa. Đấy là hai kiểu kê khác nhau. Với những cái dòng loa lệch thì kê kiểu đấy thì nó tùy các bác, theo gu của các bác thôi. Cái dòng Victor 055 này các bác lưu ý nó là bass 30, nhưng mà nó là gân, kiểu dạng gân ngược, nó làm che kín, nhìn rất là chất. Cặp loa lại tiếng rất là chất. Và cái cấu hình em ghép như này thì không phải nhất định nó phải như này các bác nhé. Cái phối ghép âm thanh này nó không cứng nhắc đâu, cũng giống như các bác làm kinh doanh ấy, không bao giờ cứng nhắc được. Thì phối ghép loa và âm ly không bao giờ cứng nhắc. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều yếu tố. Những cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố gì? Yếu tố quan trọng nhất đấy là cái gu của cái người nghe. Bởi vì một cặp loa nó có thể ra được nhiều các giải âm khác nhau. Đấy. Tức là nó có nhiều màu sắc khác nhau. Khi mà các bác ghép âm ly khác nhau, nó sẽ ra màu sắc khác nhau. Đương nhiên nó vẫn trên cái tinh thần của cái cặp loa đấy. Các bác hiểu nôm na chưa ạ? Do vậy các bác có thể mua riêng âm ly hoặc là loa, em vẫn bán. Anh em có âm ly gì rồi hoặc loa gì rồi và muốn sở hữu một trong hai món này thì cứ alo em sẽ tư vấn cho các bác. Đấy, cơ bản vậy. Bây giờ em sẽ test một cái bản nhạc của Đàm Vĩnh Hưng. Đấy, bản này thì khá quen thuộc, anh em nghe thử nhá. Thực ra em cũng lần nào em cũng nhắc là quay ở đây thì rất là hay, nhưng lần nào em check lại anh em rút không thể hay được. Nó chỉ bằng 40% ở ngoài thôi. Đấy, rất là tiếc. Bởi vì máy quay em cũng thử, máy quay tốt rồi nhưng không ăn thua. Bởi vì những cái tạp âm ở ngoài này nó không thể nào ấy được.
Rồi vậy đi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Quên cả.